xem bói tử vi tuổi tuất năm 2023 tử vi tuổi tuất 2023 ngập tràn cát khí, hứa hẹn sự bùng nổ lớn. Cùng luận giải chi tiết tử vi tuổi tuất để xem đầy đủ chi tiết đăng ký hoặc truy cập youtube tử vi mỗi ngày.vn 1. Tổng quan vận hạn năm 2023 của người tuổi Tuất xem tử vi năm nay về phương diện sự nghiệp có nhị hợp tương trợ, bản mệnh xây dựng được những mối quan hệ xã giao hài hòa. Đi đến đâu cũng được người giúp đỡ, khó khăn cũng không quá đáng lo khi quý nhân luôn xuất hiện đúng lúc chỉ cho bạn một lối đi. May mắn hơn con giáp này còn thường xuyên được giới thiệu hoặc phân công cho những cơ hội phù hợp với khả năng giúp nâng tầm vị thế của bản thân khía cạnh này cũng có những tiến triển nhất định khi lượng khách hàng đối tác bắt tay với bạn luôn ổn định và có dấu hiệu ngày một tăng tiến bản mệnh tìm được chỗ đứng trên thị trường có lợi thế cạnh tranh riêng nên không sợ đối thủ chơi xấu tìm cách vượt mặt nếu có ý định đầu tư mở rộng quy mô buôn bán sản xuất kinh doanh thì bạn nên chọn thời điểm thích hợp để bắt đầu luôn trong năm nay ngũ hành tương sinh cũng giúp ích nhiều cho con đường tình duyên của người tuổi tuất nếu còn độc thân bạn có tư tưởng cởi mở và sẵn sàng gặp mặt các đối tượng được giới thiệu thái độ nhiệt tình giúp bạn dễ dàng tạo được ấn tượng tốt đẹp với người khác giới cơ hội thoát ế nằm trong tầm tay nếu đã lập gia đình bạn và người ấy có cơ hội nhận tin vui đón thêm thành viên mới cũng nhờ vậy, quan hệ giữa hai vợ chồng ngày càng gắn bó. Bạn và người ấy tìm được động lực để tiến lên, hầu như không xuất hiện vấn đề đáng lo ngại nào về phương diện này. Có sức khỏe là có tất cả, tuổi tuất yên tâm phấn đấu cho sự nghiệp để có thể trải nghiệm những thành công bất ngờ. Hai Tử vi sự nghiệp năm 2023 của tuổi Tất con đường công danh sự nghiệp của người tuổi Tất hanh thông. Bạn bắt tay vào công việc gì cũng thuận lợi cũng được người giúp đỡ. Vì thế nếu đã có kế hoạch thực hiện việc gì thì nên tranh thủ bắt đầu ngay trong năm nay để không bỏ lỡ thời cơ tốt. Tử vi tuổi Tất năm 2023 bản mệnh có nhiều cơ hội gặp gỡ những người bạn bè đồng nghiệp tốt dù vừa bước chân vào một môi trường mới cũng nhận được nhiều sự giúp đỡ không bị bỡ ngỡ bơ vơ những người giàu kinh nghiệm sẵn sàng đưa ra cho bạn những lời khuyên hữu ích để bạn có thể vượt qua khó khăn hãy luôn giữ tinh thần cầu tiến lắng nghe học hỏi mọi người rồi bạn sẽ có những bước tiến rất nhanh chóng nếu khẳng định được bản thân Cấp trên và quý nhân cũng sẽ không ngại dành tặng cho bạn những cơ hội để vươn lên một vị trí xứng đáng hơn. Quan trọng là bạn cần dũng cảm nắm bắt thời cơ, dám thách thức giới hạn của mình. Đừng chần chừ, do dự kẻo cơ hội sẽ trôi qua một cách đáng tiếc. Tuy nhiên, dù gặt hái được thành tích rực rỡ thế nào đi nữa, bạn cũng chớ nên kiêu căng, ngạo mạn, coi thường người khác. Khi người khác có ý kiến đóng góp, bạn nên chăm chú lắng nghe, luôn chịu khó thay đổi góc độ nhìn nhận vấn đề, học hỏi những kiến thức mới để hoàn thiện bản thân. Ba, Tử vi tài lộc năm 2023 của tuổi tuất tử vi tuổi tuất 2023 ghi nhận những bước tiến rõ rệt trên con đường tài lộc. Bạn thoát khỏi tình hình khó khăn trước đó khiến túi tiền lúc nào cũng rủng rỉnh. Thường không phải lo đến chuyện chi tiêu. Người làm ăn tìm được chỗ đứng trên thị trường nên số lượng khách hàng, đối tác muốn hợp tác với bạn ngày một gia tăng một cách ổn định. Bạn biết phát huy thế mạnh của bản thân nên không còn quá sợ hãi trước những chiêu trò chơi xấu của đối thủ. Thậm chí, càng là khi khó khăn, bạn lại càng có quyết tâm vươn lên khẳng định mình tình hình tài chính tăng tiến rõ rệt khiến bạn ngày càng tin tưởng hơn vào định hướng của bản thân người trẻ tuổi nếu đã lên kế hoạch khởi nghiệp thì cũng có thể xem xét bắt đầu ngay trong năm nay quan trọng là bạn cần phải vạch rõ các bước và các mục tiêu của mình có như vậy thì khi gặp khó khăn cũng sẽ không đánh mất định hướng quá trình thực hiện tất nhiên không tránh khỏi khó khăn song xung quanh bạn luôn có người sẵn sàng giúp đỡ khi mọi việc dần dần vào guồng, bạn cũng sẽ bắt đầu thu lãi. Với người làm công ăn lương, những thành tích nổi trội trong công việc giúp bạn có được một khoản tiền lương, tiền thưởng kha khá. Cấp trên chắc chắn rất hào phóng với những nhân viên tốt cống hiến nhiều cho tập thể như bạn. 4 tử vi tình duyên năm 2023 của tuổi tuất dưới sự tác động tích cực của cục diện ngũ hành tương sinh, người tuổi tuất được tận hưởng những tháng ngày hạnh phúc. Bạn nhận được tình cảm của nhiều người và cũng đáp lại tình cảm của mọi người xung quanh. Người độc thân giữ những suy nghĩ tích cực, lạc quan về chuyện tình cảm bạn không ngại mở rộng mối quan hệ với mọi người xung quanh nên khi được giới thiệu cho các đối tượng bạn cũng chẳng còn thái độ phản cảm như trước hãy tự tin làm chính bản thân mình bạn có thể gây ấn tượng tốt với các đối tượng gặp gỡ chỉ cần đôi bên chân thành với nhau thì việc kéo gần mối quan hệ chẳng còn gì khó khăn còn với những ai đang ấp ủ trong lòng bóng hình của một người nào đó bạn cũng có thể mạnh dạn thổ lộ tình cảm với đối phương hãy dũng cảm và chân thành với tình cảm của mình rồi bạn sẽ khiến người ấy rung động với người đã lập gia đình mối quan hệ giữa hai người thăng hoa khi nhận nhiều tin vui liên tiếp người ấy chính là động lực để bạn sẵn sàng đối diện với những khó khăn thách thức mà cuộc sống đặt ra hai bạn chính là cặp đôi đáng ngưỡng mộ trong mắt mọi người xung quanh Nam, tử vi sức khỏe năm 2023 của tuổi Tuất nhìn chung, người tuổi Tuất giữ một sức khỏe ổn định trong suốt năm 2023 này. Cũng nhờ sức khỏe tốt, bạn sẵn sàng bắt tay vào mọi nhiệm vụ được giao để khẳng định vị thế của mình. Có điều, bạn cũng đừng vì thế mà quá tham công tiếc việc, bắt cơ thể làm việc quá sức dù ai cũng mong muốn được thành công song mọi việc đều cần phải có một quá trình chứ không thể đạt được trong một sớm một chiều dù làm công việc gì đi nữa bạn cũng nhớ sinh hoạt khoa học chớ thức khuya dậy sớm quá mức nên dành thời gian để thư giãn và vận động phù hợp người đã cao tuổi chú ý vận động vừa sức không nên làm việc quá sức của mình dễ khiến cơ thể phải chịu tổn thương tốn thời gian lâu ngày để bình phục 6. Tử vi 2023 chi tiết từng tuổi tuổi tuất sinh năm 1958 người tuổi tuất trải qua một năm 2023 an lành, không có nhiều biến động. Đa số người tuổi này đã bước vào độ tuổi nghỉ hưu nên không phải lo lắng quá nhiều về cuộc sống. Hãy giữ thái độ chan hòa với mọi người thì đi đến đâu, bản mệnh cũng sẽ được yêu mến, giúp đỡ tài chính ổn định bạn sống dựa vào các khoản tiền lương tiền tiết kiệm tiền đầu tư mà mình đã cố gắng làm vất vả từ những năm trước đó chỉ cần chi tiêu có kế hoạch thì không phải lo lắng đến túi tiền phương diện tình cảm hài hòa khi vợ chồng luôn chia sẻ thấu hiểu nhau con cái trưởng thành cũng bớt cho bạn nhiều mối lo bản mệnh được sống trong gia đình đầm ấm con cháu quây quần Tuổi tất sinh năm 1970 cơ hội sẽ xuất hiện liên tiếp với người tuổi tất sinh năm 1970. Bằng kinh nghiệm phong phú cùng với bản lĩnh của mình, bạn có thể nhanh chóng chớp lấy thời cơ, khẳng định vị thế của mình và khiến nhiều người thán phục. Chuyện làm ăn cũng thuận lợi bởi bạn xác định được chỗ đứng của mình trong thị trường. Bản mệnh cũng không lo sợ bị đối thủ chèn ép, ngược lại coi đó là động lực để không ngừng bứt phá các giới hạn. Công việc bận rộn đôi khi sẽ khiến bạn quên dành thời gian cho gia đình, hãy nhắc nhở bản thân cân bằng cuộc sống, đừng quá thiên về một khía cạnh nào. Dù có nhiều việc thế nào cũng hãy luôn quan tâm đến gia đình nhé. Tuổi Tuất sinh năm 1982 xem tử vi chính xác nhất nhận định khó khăn. Thách thức sẽ không ngừng xuất hiện trên đường đời của người tuổi Tuất sinh năm 1982, nhưng xét về mặt tích cực đó chính là cơ hội để bản mệnh rèn luyện bản thân. Trở thành một người ngày càng tài giỏi hơn. Muốn làm giàu, đây là thời điểm bạn cần bắt tay vào thực hiện các kế hoạch của mình, đừng để kế hoạch mãi nằm trên giấy. Dù quá trình thực hiện bạn sẽ có vướng mắc, song quý nhân sẽ xuất hiện đúng lúc chỉ cho bạn cách khắc phục vấn đề. Chuyện tình cảm hài hòa, êm ấm, vợ chồng bạn ngày một thấu hiểu và quan tâm đến nhau hơn. Gia đình chính là động lực để bạn không ngừng cố gắng vươn lên và gặt hái nhiều thành công trong cuộc sống. 7 tử vi tuổi tuất năm 2023 chi tiết từng tháng tử vi tháng 1 năm 2023, người tuổi tuất tiến hành hợp tác với đồng nghiệp, đối tác. Đôi bên thẳng thắn, sòng phẳng với nhau thì mọi kế hoạch tiến triển suôn sẻ thu về lợi nhuận như trong dự kiến. Tử vi tháng 2 năm 2023, bản mệnh được trao cho nhiều cơ hội để khẳng định bản thân trong tháng 2 có thể bạn sẽ phải hơi vất vả một chút, phải làm việc ngay cả khi mọi người được nghỉ ngơi, nhưng rồi sự cố gắng ắt được đền đáp xứng đáng. Tử vi tháng 3 năm 2023 Sự nghiệp của người tuổi tất tiến triển không như ý muốn ở thời điểm này. Có thể thành công của bạn khiến cho một số kẻ ngứa mắt và tìm cách phá hoại. Tử vi tháng 4 năm 2023 đây là thời điểm thích hợp để bản mệnh bắt tay hiện thực hóa các kế hoạch của mình. Bản mệnh hãy chậm mà chắc vừa làm vừa thay đổi, điều chỉnh, rồi cuối cùng sẽ hoàn thành mục tiêu. Tử vi tháng 5 năm 2023, được quý nhân chiếu cố, người tuổi tuất làm điều gì cũng thuận lợi trong tháng năm này. Bạn được giới thiệu cho những cơ hội quý báu mà hiếm người có được, hãy nhanh chóng nắm bắt bạn có thể gặt hái thành công và khẳng định vị thế của mình. Tử vi tháng 6 năm 2023, người tuổi tất cần đề phòng kẻ xấu rình dập trong tháng này. Có thể những thành tích bạn gặt hái được là nguyên nhân khiến tiểu nhân ghen ghét. Hãy cẩn trọng đừng tin người quá dễ dàng kẻo bị cướp công lúc nào không hay. Tử vi tháng 7 năm 2023 người tuổi tuất gặp được nhiều cơ hội để phát huy điểm mạnh của bản thân trong tháng 7 này. Thậm chí cấp trên còn chủ động giao cho bạn những nhiệm vụ quan trọng. Là bước ngoặt trên chặng đường thăng quan tiến chức của bạn. Tử vi tháng 8 năm 2023. Các mối quan hệ xã giao phát triển tốt trong thời điểm này khiến người tuổi tuất độc thân nhanh chóng làm quen được với nhiều đối tượng triển vọng. Trong quá trình giao lưu, trò chuyện bạn có thể gặp được người tâm đầu ý hợp với mình. Tử vi tháng 9 năm 2023, một vài khó khăn sẽ xảy đến với người tuổi tuất trong tháng 9 này, đòi hỏi bạn phải kiên trì, quyết tâm, không bỏ cuộc giữa trường. Thông qua thử thách lần này, bạn nhận ra ai là người luôn ủng hộ mình, đồng thời cũng phát hiện ra tiềm lực của bản thân. Tử vi tháng 10 năm 2023 Tình hình tài chính của người tuổi này khá dư giả trong tháng 10 bởi bạn nắm bắt được xu thế của thị trường và sẵn sàng là người đi tiên phong. Khoản tiền kiếm được có thể giúp bạn tiêu xài xả láng trong khoảng thời gian ngắn. Tử vi tháng 11 năm 2023, nếu có tình cảm với ai, bản mệnh nên chủ động bày tỏ với người đó, đừng trần trừ, do dự quá lâu với người đã lập gia đình, bạn và người ấy dần tháo gỡ được những hiểu lầm, đôi bên thêm hiểu và trân trọng nhau hơn. Tử vi tháng 12 năm 2023 Tài lộc của người tuổi tất phát triển mạnh mẽ trong tháng cuối cùng của năm 2023. Bạn nắm bắt được xu thế thị trường, biết được điểm mạnh của bản thân để phát huy đúng lúc. Vì vậy mà đạt được những thành tích khiến người khác đáng ngưỡng mộ,